Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mẹ bầu về cách vệ sinh cơ thể trước khi đi vỡ chum. Một trong những điều mẹ bầu cần chuẩn bị trước khi sinh đó chính là việc vệ sinh cơ thể vì nó vô cùng quan trọng và cần thiết. Chính vì thế mà một số hướng dẫn dưới đây sẽ giúp cho mẹ hoàn thành tốt điều này. Nếu mà không vệ sinh kỹ thì mẹ sẽ cảm thấy không thoải mái và sức khỏe của bé có thể bị ảnh hưởng. Đầu tiên là bạn cần phải tắm gội sạch sẽ. Nếu cơ thể không được vệ sinh sạch sẽ thì khi sinh con sẽ đổ mồ hôi rất nhiều và điều này sẽ làm cho bạn càng bí bách, ngứa ngáy, khó chịu. Và hơn nữa, sau khi sinh bạn cũng không thể vào phòng tắm ngay được. Thậm chí là người ta còn nói rằng mẹ bầu ngày xưa còn phải nhịn tắm hàng tháng nữa. Cho nên là việc vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi vỡ chum là điều cần thiết, các mẹ bầu không thể bỏ qua. Sau sinh các bạn sẽ rất nực sữa rất nhiều và mồ hôi của bạn cứ toát ra, cho nên là rất khó chịu. Và nếu như mà mẹ có thể cắt tóc ngắn để không cảm thấy khó chịu, vương víu khi sinh cũng được. Khi cho con bú thì nhiều khi tóc dài sẽ xòa xuống phần ngực của bạn, sẽ không làm cho vướng víu cho con và nhiều khi vướng phải tóc. Cho nên là nếu mà có thể thì bạn có thể cắt tóc ngắn. Nhiều mẹ mà đi sinh, trường hợp đi sinh con thì hay cắt tóc ngắn, hoặc là nếu muốn giữ mái tóc dài thì mẹ luôn cần kẹp tóc gọn gàng. Và chú ý rằng là khi đi sinh thì luôn mang theo bộ quần áo lúc sau sinh là bằng vải mềm. Dù là mùa đông nhưng mà cũng cần phải vải rất là mềm, có độ thấm hút mồ hôi và rộng rãi. Cũng đừng quên một số khăn sạch để lau mồ hôi khi sinh. Tiếp đến là chú ý cắt móng chân móng tay. Móng chân móng tay của mẹ nếu để quá dài sẽ khiến việc tích tụ vi khuẩn, nhất là vi khuẩn về đường ruột, gây tổn thương cho bé khi mà bạn bắt đầu sinh con ra và sờ vào làn da của bé, chăm sóc cho bé. Bởi vì da của bé thì vô cùng là mỏng manh, cho nên là mẹ cần cắt móng tay móng chân và xóa sạch những màu sơn trên móng tay. Tiếp đến là việc vệ sinh vú kín, điều này rất quan trọng. Ở giai đoạn mang thai thì nội tiết tố cơ thể mẹ thay đổi, kéo theo sự thay đổi về hoạt động và chức năng của các cơ quan sinh sản, cho nên là âm đạo tiết nhiều dịch hơn. Môi trường ẩm ướt trong âm đạo là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và xuất hiện của nhiều vi khuẩn như là và các nấm nữa, gây nên các bệnh phụ khoa thường gặp. Bạn sẽ gặp phải tình trạng là ngứa ngáy, viêm nhiễm và nhiễm trùng âm đạo. Vì thế mà vệ sinh vùng kín rất là quan trọng. Bạn sẽ không nên tắm bùn quá lâu và ngâm mình trong nước ao hồ hoặc những vùng nước bẩn thì tuyệt đối là không nên lại gần. Vệ sinh và thay quần lót ít nhất 2 lần một ngày để giữ vùng kín luôn khô ráo và ngăn ngừa sự hình thành phát triển của nấm vi khuẩn. Tuyệt đối nhất là không thụt rửa trong âm đạo, sẽ gây tổn thương cho vùng âm đạo và xuất huyết tử cung và ảnh hưởng đến độ cân bằng pH. Sử dụng các dung dịch vệ sinh dịu nhẹ tự nhiên để làm sạch vùng kín và không sử dụng quá thường xuyên, một ngày bạn chỉ nên sử dụng cùng lắm là 3 lần hoặc là chỉ sử dụng 2 lần thôi vào buổi sáng và buổi tối, vì nhiều hóa chất sẽ làm tiêu diệt các vi khuẩn có lợi, làm mất cân bằng độ pH tự nhiên. Sau khi đi tiểu thì các bạn vệ sinh vùng kín bằng nước sạch, sau đó thì dùng khăn chuyên dụng, khăn sạch là sạch và lau khô, sau đó thì để cho vùng kín khô ráo. Khăn bông thì cần được thay hàng ngày. Tiếp đến là cắt tỉa lông vùng kín. Và trước khi sinh con thì các mẹ nên tỉa bằng kéo ở phía vùng kín của mình, phía mu trên. Còn ở phía dưới thì các bạn có thể là dùng kem tẩy và tẩy sạch đi. Như vậy sẽ làm cho bạn cảm thấy thông thoáng và sạch sẽ hơn, bởi vì sau sinh bạn sẽ ra sản dịch, ra máu trong vòng khoảng từ 20 đến 30 ngày. Cho nên là nếu mà để thì sẽ cảm giác rất là bẩn. Và tiếp là việc làm sạch nhũ hoa rất cần thiết. Sau khi sinh vài giờ, mẹ đã có thể cho con bú rồi. Chính vì thế mà mẹ cần phải vệ sinh nhũ hoa sạch sẽ trước khi sinh. Việc làm này cũng giúp mẹ không bị tắc tuyến sữa sau khi sinh. Và mẹ nên sử dụng bông tắm mềm để chà sát nhẹ nhàng hai bên nhũ hoa, tránh chà mạnh bằng đầu móng tay có thể làm tổn thương rát nhũ hoa. Tiếp đến là việc thụt rửa hậu môn. Do phải cố gắng sức để dặn sinh con cho nên nhiều trường hợp là mẹ bầu tiện thể và nhiều khi không thể kiểm soát được nên đại tiện ngay trên bàn sinh.
Việc này không chỉ mang lại cảm giác xấu hổ cho mẹ, mà việc đại tiện trong khi sinh có thể gây mất vệ sinh và nhiễm khuẩn các dụng cụ y khoa của bác sĩ. Cho nên là điều này gây một số khó khăn không cần thiết cho các bác sĩ. Vì thế mà mẹ cần phải tự mua dụng cụ và tiến hành thông thụt ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ nhé. Và cuối cùng là về việc đi tiểu tiện. Thì lúc chuyển dạ mẹ phải chú ý là đi tiểu thông thường cứ khoảng 2 tới 4 giờ đi tiểu một lần, làm cho bàng quang luôn ở trạng thái rỗng. Tình trạng mà bàng quang trướng do đầy nước tiểu sẽ ảnh hưởng đến sự co thắt tử cung và phần lộ ra trước của thai nhi. Khi mà bạn bị nặng bụng như vậy thì bạn làm sao mà có thể thả lỏng để có thể dặn được. Cho nên là trước khi vào phòng sinh thì chúng ta cần phải đi tiểu tiện, phải có một bàng quang rỗng để nó không chèn ép vào thai nhi, và chúng ta cảm thấy là cơ thể của chúng ta hoàn toàn cơ thả lỏng và thoải mái nhất nhé. Và cuối cùng thì cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.